Rồi bắt đầu thôi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cái hộp mới nhờ ba mình mua cho. Đố các bạn ở trong đây có cái gì? Các bạn mới mở ra thì các bạn phải nhắm mắt lại nhé. Cái này là mình mua ở trên Lazada nha các bạn nha. Đó, đây là ở trên Lazada. Rồi. Rồi, khui ra. Khui ra đây. Rồi, để Apple nó đang khui. Ai vậy? Nè, đó. Cái gì đây? Hôm nay là giao tay là được học sinh giỏi à, mình mua quà mình tặng cho giao tay. Thôi bây giờ mình rồi ok. Ta xé lên con nghe. Rồi để xé cho để đây xé cho. Rồi xé cho giao tay nha các bạn nghe. Khui ra. Rồi được đó, khui đi, khui đi. Coi thử cái gì. Đây một món quà bất ngờ nha các bạn nghe. Cái này. À đây là cái viết cảm ứng. Wow, cái gì đây? Đây nó... chính là một cái đồng hồ. Đây là màu gì đây? À màu hồng. Mình biết là có một nguyên liệu này là viết màu hồng rồi. Để mình coi cách hướng dẫn. Đó là cái gì? Đây là cái thẻ bảo hành nha các bạn nghe. Đây là cái phiếu bảo hành chính hãng. Còn đây là đây là cái viết cảm ứng. Ủa giờ nãy giờ không chào ai hay? Chào ai? Đang quay video. Đây là cái viết cảm ứng. Mê không thấy ai vô luôn. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Rồi lấy ra để lên đây quay cho mọi người coi coi. Biết cảm ơn gì vậy bà? Ôi, đồng hồ này có thể di chuyển nè, chị biết nè. Anh Vĩ cũng có một cái. Giới thiệu cho mọi người cái đồng hồ bao gồm gì? Đây là đồng hồ này mình có thể chỉnh vô được. Mình nhờ cái bút này nè. À, ghê vậy hả? Rồi đi bỏ pin vô coi. Đây là cục pin nha mọi người nha. Đây là cục pin, còn đây là cái đồng hồ màu vàng nha. Màu hồng lộn. Còn đây là cái dây sạc nha các bạn. Đó. Còn đây là cái bút để mình điều khiển đây nè. Đâu cái bút để mình làm gì? Okay. Rồi, đó điều khiển. Rồi, thì hôm nay đây là một phần quà dành cho giao tay sau khi mà kết thúc cái năm học. Giao tay đã được học sinh khá xuất sắc. Xuất sắc, xin lỗi các bạn. Để coi người ta hướng dẫn làm sao đây chứ. Đây là thông tin đơn hàng đăng nhập vào tài khoản. Rồi coi cái đồng hồ ơi, nó có hướng dẫn không nha các bạn. Wow, cái hộp trong lẫm không có gì hết. Đây. Đây là màu gì, màu hồng. Rồi. Chào rồi. Đây. Rồi bây giờ chúng ta tháo ra nha các bạn nha, tháo bỏ pin vô hay là sao đây, hay là cái pin đây là pin để coi. Bảo hành ở đây là bảo hành 6 tháng. Đổi hàng trong vòng 1 tháng được tính từ ngày kích hoạt tài khoản. Đây tí nữa mình kích hoạt tài khoản đây. Bấm cái nguồn lên thôi các bạn coi coi. Giờ có trong hồ đó. Đồng hồ có cái bút cảm ứng luôn, giờ bấm cái nguồn lên coi các bạn. Rồi đây là cái chỗ mà để sạc. Đây là để chỗ để sạc pin nha các bạn nha, mình cắm cái pin vô đây mình sạc nha. Rồi còn mở cái đồng hồ ra để thay, đây là cái cục pin cục pin dự phòng. Rồi để mình cắm pin vô mình test thử coi nó như thế nào.
mình mới để vô mà cái nó dính luôn á. Đây, mở ra cho anh em coi. Nó có cái chỗ mở nha. Đó. Rồi mình gắn pin vô đây nha. Bây giờ mình bỏ cái sim vô luôn nha anh em nha. Chờ lấy cái sim nha. Đây. Thì trước đây thì dao tay gắn cái viết cho em. Trước kia dao tay cũng có một cái đồng hồ mà bị xúc bị hư rồi. À, thì hôm nay là cũng nhân dịp mà dao tay được học sinh xuất sắc ông mua tặng cho dao tay cái đồng hồ review cho các bạn coi luôn. Đây cái sim của mình nha, sim của mình sẽ bỏ vào đây nha các bạn. Ở đây có thể nhớ để nghe nhạc luôn kìa, hấp dẫn không? Để mai mốt mình học tiếng Anh rồi đó thì mình bỏ vào luôn, bỏ thể nhớ vào. Bây giờ mình bỏ sim vào nha các bạn nghe, bỏ sim vào đó. Đây cái bỏ sim vào chỗ nào chỗ này đây mà nó hơi khó khăn đây nha anh em, chờ một xíu. Rồi từ rồi thì mình bỏ cái sim vào đúng cái cữ nó nha các bạn nha. Đó, bỏ như vậy nha. Đây nha, quay cho mọi người coi. Đó, bỏ vậy, ốp xuống, ok, kéo lên đó. Còn ở bên này là để thẻ nhớ thì mình không cần, không có thẻ nhớ thì không cần. Đó, cục pin đâu mất rồi. Đây, bỏ cục pin đây, bỏ vào đây. Còn cái đồng hồ này sẽ cho Apple nha, cho Apple, đồng cũ rồi cho Apple. Đây mình bỏ pin vào nha anh em nha. Đó, rất là xuất sắc. Cái này chắc cái pin này chắc nó cũng nhỏ nên nó cũng hơi hao pin đây chứ không giỡn đâu. Từ từ để nó bể, không có nóng vội. Bỏ nhẹ nhàng cho nó vô khớp nha các bạn nha. Rồi vô khớp rồi. Thì bây giờ đẩy lại. Đó, bấm cái nguồn lên. Đây là nút nguồn nha các bạn nha. Mình bấm cái nút nguồn này lên. Đó, thấy không? Từ từ để ba gắn cho. Dao tay có vẻ là đang nóng vội, đang thích đây. Thích không? Dạ thích. Rồi. Đây nha, mình ráp vô nha. Cái lo là nó nằm ngay dưới đây nha các bạn nha. Đó, bóp mạnh vô. Thì đây là đồng hồ cảm ứng, điện thoại cảm ứng luôn này, ghê không? Để coi chụp hình coi. À, nhắn tin nè, hộp thư đến rồi luôn nè. Cái cây đây là chọt nha các bạn nha. Đó, thoát trở lại nha, trở lại nha các bạn nha. Giờ gọi nha. Đó, gọi ba mẹ. Đây bấm vô đây là bút cảm ứng, đọc thoát ra, bấm vô đây thoát. À, để mình coi thử nó có chế độ chụp hình luôn nè các bạn ơi. Nó có ngày tối luôn. Này chụp hình luôn nha các bạn nha. Điện thoại. Đó, thấy không? Hấp dẫn không? Ủa, đây là một cục. Đây, bây giờ đây các bạn thấy không? Thấy camera không? Nó chụp hình cái mặt mình thấy không? Camera này cho vui thôi chứ còn chụp rất là xấu. Nó sẽ bên trong này nè. Rồi. Đó, dao tay đang review đó. Rồi ok, đang review tiếp cho các bạn coi. Còn đây là Apple đang nghiên cứu cái điện thoại cũ của chị Hai. Đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Không có ảnh. Cái đồng hồ này là mua ở trên Lazada, bao nhiêu tiền luôn nói cho các bạn nghe luôn nha. Thì tí nữa mình test cho các bạn luôn là sống nó như thế nào luôn, để cho mọi người biết được. Đây là cái địa chỉ mình mua ở trên Lazada là Star gì đây? Rồi gần xong rồi. Cái đây là cái sạc đây, có thể là bấm chọt vào đây. Đây là cái điện thoại cũ để tặng cho Apple đây, Apple rất là thích. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình thử luôn, mình gọi cho luôn nha các bạn nha. Đây để mình cài, mình gọi. Từ từ để mình cài cho các bạn coi luôn. Rồi. Chưa chỉnh giờ luôn mà. Cho mượn nha. Ok.
Cái này là dây nút nút trọt cho thôi. Đây, bây giờ mình bấm vào đây. Bấm vào đây nha các bạn nha. Bây giờ mình gọi nha. 09 Từ từ bấm. Đấy. Từ từ là thoát. Bây giờ bấm cho số điện thoại của mẹ. Rồi ok, để test thử ha. Đó, giờ tay đang test đó. Rồi, bây giờ không mất thời gian của các bạn nữa rồi. Và mình test xong rồi mình sẽ gọi điện cho mẹ, giao tay đang gọi điện cho mẹ thử coi sóng nó ok không nha các bạn nha. Đó. Ủa? Nhớ số của mẹ không? Cảm ứng luôn các bạn ơi. Cái gì vậy? Con bấm số 7 mà. 0609 0609 đúng rồi. 0906 977 759 rồi gọi. Ok rồi, còn con Apple đây đang nghiên cứu. Rồi giơ tay đang đi test rồi. Thôi cảm ơn các bạn nha, đi test điện thoại rồi. Điện thoại khá là ổn, mình cũng thấy khá là ổn đấy. Đây là cái mà của hãng đây, review cho các bạn coi. Rồi chào mọi người nha, nhớ like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye mọi người, đi Apple. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Rồi sao, điện thoại gọi được không Dâu? Ổn không? Ổn không? Rồi gọi đi. Rồi bắt máy thử coi. Rồi đang gọi luôn, đang test gọi. Ui, gọi cho ai vậy? Gọi mày cho ai? Sao nó không qua? Rồi gọi lộn số rồi. Vậy lộn số rồi nè. Cái lộn. Gọi lộn số rồi, để ba gọi lại cho coi. Đây, gọi cho giao tay nha các bạn nha. Nghe coi. Bật máy đi. Alo, khỏe. Ok, nghe rõ. Rồi, bye bye mọi người, bye mọi người, đáp buộc. Bye bye. Đang thừa hưởng cái điện thoại cũ á.